Trong cốc của BTS tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình khi vượt nhiều tên tuổi để trở thành nghệ sĩ có bài hát đạt 1 tỷ lượt phát trực tuyến nhanh nhất lịch sử Spotify. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 30 tháng 10, ca khúc Seven của Jungkook đã chính thức cán mốc 1 tỷ stream trên Spotify sau 108 ngày. Điều này giúp anh sở hữu ca khúc đạt được cột mốc này nhanh nhất lịch sử, vượt qua thành tích của nhiều ngôi sao khác như Lisa của Blackpink, Miley Cyrus. Từ khi phát hành, ca khúc Seven đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới do giai điệu bắt tai, chất nhạc phù hợp với số đông khán giả. Thành tích trên được Jungkook lập được trước thềm tung album solo đầu tay của mình vào tháng 11 tới. Sau hai lead single là Seven và 3D, nam thần tượng sẽ chính thức tung album Golden vào ngày 3 tháng 11 tới. Album này lấy cảm hứng từ chủ đề khoảnh khắc vàng, bao gồm ca khúc chủ đề do Jungkook đích thân lựa chọn Standing Next to You, cũng như Seven và 3D đứng đầu bảng xếp hạng, cùng với các ca khúc khác tạo nên tổng cộng 11 bài hát. Trước khi đạt cột mốc 1 tỷ stream nhanh nhất lịch sử Spotify với Seven, Jungkook đạt thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100. Trước đó, thì truyền thông Hàn Quốc đưa tin, theo bảng xếp hạng do nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify công bố, bảng xếp hạng Daily Top Song Global có đến 3 ca khúc của Jungkook BTS lọt vào top. Đĩa đơn solo Seven của nam thần tượng đã giành vị trí quán quân. Thành tích đáng chú ý này đã đưa Jungkook trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có 3 ca khúc cùng lúc lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng này. Ca khúc Seven một lần nữa chứng tỏ độ nổi tiếng của mình khi giành lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Daily Top Song Global được phát hành vào ngày 14 tháng 7. Nó đã duy trì vị trí vững chắc trong bảng xếp hạng hàng đầu trong 99 ngày đáng kinh ngạc, một minh chứng cho lượng người hâm mộ toàn cầu khổng lồ của Jungkook và sức hấp dẫn lan tỏa của bài hát. Chúng mình là Top Giao Hàn, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn subscribe và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.